tôi được gặp lại các bạn trong chuyên mục Người Gieo Hạt Sức Khỏe Tài Chính. Mình là Duyên và bạn đồng hành với mình là anh Quang, đến từ khối quản lý tài sản của công ty cổ phần chứng khoán VnDirect. Hôm nay thì mình và anh Quang sẽ cùng nhau review cuốn sách Sức Mạnh Của Tập Trung của Jack and Phil, Max Victor Hansen và Les Hewitt. Có lẽ là chúng ta luôn chìm vào một mớ bong bóng của công việc và rốt cuộc lại thì không làm được việc gì hết sau một ngày, và khi đó chúng ta thiếu sự tập trung và chúng ta không biết sắp xếp. Và chính vì vậy mà khi mà chúng ta tập trung thì mọi thứ của chúng ta sẽ trở nên dễ dàng hơn, đơn giản hơn và sẽ có được rất nhiều thời gian để dành cho bản thân và gia đình. Và chúng ta đều biết rằng đó là bản thân của mỗi chúng ta thì đều chỉ có một quỹ thời gian rất hạn hẹp, và ai cũng có một quỹ thời gian như thế, đó là 24 tiếng một ngày và 365 ngày một năm. Vì vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể sắp xếp được mọi việc hợp lý hơn, thành đạt hơn trong sự nghiệp, cân bằng cuộc sống hơn và có thời gian những người quan trọng với bản thân của chúng ta. Và trong cuốn sách Sức Mạnh Của Sự Tập Trung là một cuốn sách mà tác giả có chia sẻ 10 chiến thuật tập trung hiệu quả được đúc kết từ các kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu từ những chuyên gia hàng đầu thế giới trong tiềm lực của con người. Và đây thì không phải là công thức bí ẩn hay là phép màu gì đó, nó chỉ là những cái mà có sẵn trong mỗi chúng ta, đó là sự tập trung. Tuy nhiên thì khả năng tập trung của mỗi con người thì đều khác nhau, bởi vì chúng ta bị ảnh hưởng nhiều yếu tố đến sự tập trung của chúng ta. Vì thế, nếu như mà chúng ta khó tập trung thì có lẽ cuốn sách Sức Mạnh Của Tập Trung là liều thuốc bổ ích có thể đem đến cho chúng ta những phương pháp rất là thực tế và hữu dụng. Đó là thay đổi, giúp chúng ta thay đổi những thói quen xấu, chúng ta thiết lập được những thói quen mới, tập trung vào những điều mà chúng ta có thể làm tốt nhất, hay là giải quyết cho chúng ta ba vấn đề chính, đó là về áp lực về thời gian, độc lập về tài chính, hay là sự cân bằng giữa gia đình và công việc. Đó, và trong cuốn sách này thì tác giả có đưa ra 10 chiến lược để chúng ta có thể áp dụng vào chính cuộc sống của mình. Vậy thì đi vào chi tiết của những chiến lược trong cuốn sách này. Thì sau khi đọc xong cuốn sách này thì anh Quang rút ra được bài học gì, hay là những điều gì mà anh Quang tâm đắc trong từng chiến lược này? Đầu tiên là mình, khi mình chọn sách là mình sẽ chọn dựa vào cái tác giả trước. Thì rõ ràng là Jack and Phil là một trong những tác giả có thể được coi là rất đáng ngưỡng mộ, với cái bộ sách là Chicken Soup, Hạt Giống Tâm Hồn, các loại rất là nổi tiếng rồi, tác động đến không biết bao nhiêu người rồi, và ông cũng là một trong những người coach rất là thành công. Và cho nên là không có gì khó hiểu khi mà toàn bộ cái tư tưởng của cuốn sách Sức Mạnh Của Sự Tập Trung này nó viết dựa trên một cái tinh thần của một cái quy trình coaching rất là rõ ràng. Và trong này cả chương nó rất rõ về xác lập mục tiêu như là tiêu chí của mục tiêu ra sao, rồi cũng xác định luôn là cái động lực đằng sau những mục tiêu đó là gì, rồi gieo một cái niềm tin rất lớn cho chúng ta hành động, và đồng thời cũng thúc đẩy cái sự hành động như nào, rồi cũng có những chiến lược rất là rõ ràng để mà có thể thúc đẩy sự hành động. Ví dụ như là có những cái đoạn nhắc về cái chiến lược làm sao mà chúng ta tập trung được, chúng ta có cái chiến lược ví dụ như là 4 chữ D để làm sao mà chúng ta sắp xếp được thứ tự ưu tiên, đúng không ạ, rồi làm sao để vượt qua sự trì hoãn, vân vân các loại. Đó, tức là cái cảm quan chung là bởi vì là bản thân mình cũng là người rất là thích cái hoạt động coaching, mình thấy nó rất là tác dụng, và cái cuốn sách này thì là tư tưởng cực kỳ quan trọng, viết theo cái tinh thần như vậy, và là nhấn mạnh vào một cái thứ mà hiện nay rất nhiều người mắc phải, đó là người ta không có một sự tập trung và dẫn đến là mình không thể phát huy được cái tiềm năng tối đa của mình. Đó là cái cảm quan chung khi mình đọc cuốn sách này. Phải nói là cuốn sách rất hay. Đúng, đây là một cuốn sách rất hay, và những tác giả đã đưa cái tư tưởng coaching vào để có thể cho chúng ta có thể áp dụng vào chính cuộc sống của chúng ta. Vậy thì đi vào chi tiết của từng những cái mà điều chúng ta tâm đắc trong cuốn sách này thì anh Quang tâm đắc điều gì nhất? Đầu tiên là chúng ta làm được từng chương ha, và chúng ta sẽ nhặt ra những cái điều mà chúng ta cảm được từ cuốn sách. Cái chương đầu tiên là chiến lược tập trung số 1 là thói quen sẽ quyết định tương lai. Thật ra thì cái tư tưởng này cũng không phải là cái gì quá mới mẻ, đúng không? Nhưng mà cái điều hay ấy, cái điều hay mà anh cảm được khi anh đọc cái chương này là tác giả có liệt kê ra những cái thói quen phổ biến mà người ta nhận ra được là dẫn đến là con người không phát huy được cái khả năng hòa hợp và ảnh hưởng đến cái sự thành công hòa hợp. Đấy, đó là ví dụ như này nha, những cái rất đơn giản nhé, là không gọi điện trả lời đúng hẹn này, thường xuyên trễ hẹn hay phải dự họp muộn này, ít giao tiếp với đồng nghiệp này, thiếu rõ ràng khi vạch ra những mục tiêu này,
chỉ tiêu hàng tháng, cái kết quả mong đợi này, ít dành thời gian cho những cuộc hẹn bên ngoài này, đấy, vân vân các loại. Tức là tác giả liệt kê ra những cái thứ mà khi anh đọc vào cái danh sách này, anh cảm giác là thấy mình ở trong đó, tức mình vướng rất là nhiều cái thói quen mà nó ảnh hưởng đến cái sự thành công cũng như là cái hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Đấy, đó là cái ở cái chương đầu tiên là anh thấy có cái điểm như vậy. Ngoài ra thì trong cái chương đầu tiên đó, tác giả cũng xác định luôn là những cái công thức, những cái thói quen thành công như nào, đúng không ạ? Đó là chúng ta phải xác định rất rõ ràng những cái thói quen xấu, những thói quen bất lợi của mình này. Ba bước nhé, bước 1 là như vậy, bước 2 là xác định rõ thói quen thành công mới, và điều quan trọng là tạo một cái kế hoạch hành động rất là rõ ràng để mà chúng ta luôn. Và cuốn sách này viết rất hay ở cái điểm như này này, tức là cuối mỗi chương bao giờ tác giả cũng ghi rất rõ ràng là các bước hành động luôn. Đấy, và rất cụ thể luôn nhé. Ví dụ như chẳng hạn như là tác giả viết rõ luôn là những cái thành công, những người thành công mà tôi muốn gặp gỡ như nè, để mình tạo lập những thói quen mà mình hay tiếp xúc với những người đó để mình học hỏi họ. Và trong này liệt kê rất rõ ràng nhé, tên là ai, số điện thoại như nào, ngày trao đổi gặp gỡ là sao. Thì coaching mà hướng đến hành động luôn, rất là hay. Đấy rồi, hoặc là trong sách này, trong cái chương này thì tác giả cũng ghi ra luôn là những thói quen ngăn cản sự tiến bộ là gì, để mình xác định rõ thì mình mới thay đổi được. Rồi mình muốn tạo lập những cái thói quen thành công mới như nào thì cũng nói rõ luôn. Và trong sách này tác giả cũng có nhắc đến một điểm là bây giờ để hình thành một thói quen mới là chúng ta phải áp dụng một công thức là 21 ngày và ít nhất là 4 tuần để chúng ta làm liên tục, và nguyên tắc là không có ngoại lệ thì chúng ta mới tạo lập được thói quen tốt. Đó là cái chương mà anh cản được trong cái chương đầu tiên của sách này. Thì còn Duyên, em cảm nhận được những cái điều hay gì từ cuốn sách này? Em thấy cái chương, nói chung là mình đi từng chương một, thì chương thứ hai đó là chương thành công là kết quả của sự tập trung chứ không phải là phép lạ. Đây đúng là một cái sự thật, tức là ông muốn nói đây đó là khi mà chúng ta xác định được cái mục tiêu để mình đạt được thì mình sẽ tập trung toàn bộ sức lực và thời gian vào đó. Và trong cái chương này anh thấy có một điểm rất là quan trọng nha, mà có lúc anh bị mắc phải này, tức là tác giả nói là hàng tuần bạn phải dành hầu hết thời gian cho những việc làm tốt nhất và để người khác làm những việc đúng với sở trường của họ. Cái này cực kỳ quan trọng luôn. Để nó đúng cái nghĩa là khi mình phối hợp theo team, đôi khi ví dụ mình tham á, mình làm quá nhiều việc, trong khi mình lại không có thời gian để cover hết, mà lại có những việc mình không mạnh, đúng không em? Đã cho nên là tác giả bảo là mình nên dành thời gian cho những việc mà mình mạnh nhất và mình tập trung vào đó. Đấy, đó chính là cái logic của sự tập trung nhé. Còn những việc khác để người ta làm thì nó sẽ là hay nhất, thì phối hợp thành team sẽ ok. Và đó là tác giả cũng nhắc đến một cái điểm là phân biệt rõ ràng điểm mạnh điểm yếu của từng người một. Đấy, đó là điều hết sức quan trọng. Và có thể là mình giỏi ở trong lĩnh vực này và thậm chí là đạt được mức xuất chúng ở trong lĩnh vực đó, nhưng có những cái lĩnh vực thì mình không đạt được. Và tác giả nhắc đến đó là mỗi người hãy xác định xem mình là người khởi sự hay là người hoàn thành ở chỗ này. Thì tức là nếu như mà là người khởi sự thì người đó sẽ là người thích tạo ra những dự án mới, những sản phẩm mới và những ý tưởng giúp công việc vận hành một cách suôn sẻ. Nhưng nếu như là người hoàn thành thì người đó sẽ là người tiếp tục những cái khâu đằng sau để hoàn thành, tạo nên một cái sản phẩm toàn diện. Đó là tác giả có nhắc đến đây. Và đồng thời thì trong phần này thì tác giả nhắc đến cái giải pháp 4D mà lúc nãy anh Quang có nói. Thì cái giải pháp 4D này để giúp cho chúng ta có thể là tận dụng thời gian một cách hợp lý nhất. Và chúng ta cũng phân chia những cái nhiệm vụ theo một nhiệm vụ khẩn cấp hay là không khẩn cấp hay là ưu tiên, để chúng ta sắp xếp thời gian trong ngày làm việc, chúng ta làm ưu tiên việc gì làm trước, việc gì phải hoàn thành trong ngày hôm đấy. Thì 4 bước đấy tác giả có nêu ra, đó là thứ nhất đó là loại bỏ, là hãy học cách từ chối một cách dứt khoát. Tức là điều gì mà không cần thiết thì chúng ta có thể gạch bỏ cái danh sách đó. Cái bước thứ hai đó là bước ủy thác. Tức là có những việc mà chúng ta rất mạnh ở điểm đấy, nhưng có những việc thì chúng ta không mạnh. Thì không mạnh chúng ta sẽ tìm những người có điểm mạnh ở cái điều mà chúng ta không mạnh để ủy thác cho họ, để họ có thể hoàn thành tốt hơn. Bước thứ ba là bước trì hoãn. Thì có rất là nhiều việc mà cần thiết chúng ta phải giải quyết. Tuy nhiên thì đòi hỏi nó không đòi hỏi chúng ta phải làm ngay. Chúng ta có thể trì hoãn và lùi cái việc đó về sau. Ví dụ như là có việc nào ưu tiên trước thì chúng ta phải hoàn thành trong hôm nay, còn việc mà không ưu tiên cuối tuần chúng ta mới xong thì chúng ta rời để làm sau. Cái bước thứ tư đó là bước thực hiện. Thì khi mà chúng ta đã sắp xếp công việc, loại bỏ này, ủy thác và trì hoãn những công việc sắp xếp hợp lý, thì chúng ta bắt tay vào thực hiện những cái việc quan trọng và đặt ra cho mình một phần thưởng khi mà mình đạt được cái điều đó, để mình có động lực để mình làm tiếp. Đó là 4 bước. Trong chương 2 này
tác giả có đưa ra một ý rất là quan trọng là chúng ta cần phải nhận biết những thói quen mà khiến bạn mất tập trung. Thì Duyên em có nhận ra là em mà bị vướng phải những cái thói quen là khiến em mất tập trung không, và giải pháp của em sẽ như nào sau khi đọc cuốn sách này? Đây là một cái cuốn sách mà em đọc xong và em cảm thấy học được rất nhiều bài học ở đây. Về sự tập trung thì trong cái lúc mà em làm việc ấy thì điện thoại là cái yếu tố mà làm em mất tập trung. Tức là khi mà em đang tập trung làm một vấn đề đó gì đó nhưng mà điện thoại thì để bên cạnh, thì khi mà bỗng nhiên mà điện thoại thì có ai gọi đến này hay có ai nhắn tin đến thì em đang bị phân tán và điện thoại đó là một điều mà em làm em mất tập trung. Bởi vì là cái điện thoại của em thì em để cái hiện tin nhắn lên ấy, thì khi mà ai nhắn tin đến là em có thể nhìn sang để em đọc xem là ai và em đi vào em trả lời. Nhưng mà sau khi mà em học cái này thì chắc là những cái lúc mà em làm việc em cần sự tập trung thì em sẽ để điện thoại sang riêng một chỗ khác, hoặc là cách thứ hai là em sẽ tắt cái hiển thị tin nhắn lên đi. Thì tắt cái hiển thị tin nhắn đi để khi nào mà mình làm xong việc thì mình quay vào mình check sau. Mà em nghĩ không chỉ riêng em mà là rất nhiều người đang bị, có thể nói là bị nghiện điện thoại, và họ cũng bị mất tập trung ở điểm này. Chính xác là như vậy. À, trong cái chương rất quan trọng là cái chương mà thành công là kết quả của sự tập trung á, anh có một cái ấn tượng nữa là mà hầu như tất cả các chương này đều có cái điểm đó. Tức là tác giả đưa ra các bước để hành động luôn, đúng không? Đúng theo tinh thần của coaching nhé. Thì tác giả mới đưa ra này, thứ nhất là hãy liệt kê những hoạt động kinh doanh mà ngốn hết thời gian của bạn. À, ví dụ như là chẳng hạn như cuộc điện thoại, họp hành, công việc kế toán, dự án, thủ tục, tóm lại là những việc mà nó cứ lặt vặt mà nó mất rất nhiều thời gian, mà có thể là cái giá trị nó tạo ra lại không nhiều, liệt kê hết ở đây. Đã, để mà mình có thể loại bỏ bớt ấy, theo công thức mà delete ấy, công giải pháp 4D ấy. Đã, mình liệt kê đó để mình giảm bớt cái đó đi, hay là mình có thể delegate cho người khác. Rồi cái thứ hai nữa này, hãy mô tả 3 hoạt động kinh doanh mà bạn thực hiện xuất sắc, đúng không? Có thể có rất nhiều việc mình cần làm nhưng mà có những việc mình làm rất xuất sắc thì mình cần tập trung vào đó thì nó nâng cao hiệu quả cao hơn, đúng không? Rồi tác giả lại đưa ra là hãy kể tên 3 hoạt động quan trọng nhất đem lại thu nhập cho bạn. Trong hàng ngày mình làm rất nhiều việc nhưng mà có những việc nó rất là quan trọng, như việc quy tắc chính là 20-80 nha, đúng không? Tức là 20% những việc mình làm hàng ngày nó sẽ mang lại 80% cho các bạn, và mình sẽ tập trung vào đó, mình không bị mất thời gian bởi những cái vụn vặt nữa. Đấy, thì đây là cái phần mà anh thấy rất là hay và ấn tượng của cái chương 2 trong cuốn sách này. Và trong chương 3 đó là tác giả có nói đến về cái bức tranh tổng thể. Tức là khi mà chúng ta có một bức tranh tổng thể cho cái cuộc sống của chúng ta, cho những cái việc mà chúng ta cần tập trung, thì khi đó thì chúng ta sẽ tìm được những điều quan trọng để chúng ta thực hiện ý. Đó thì tức là chúng ta luôn thấu hiểu, luôn thấu tỏ được những cái trong mọi việc. Tức là chúng ta hình dung ra viễn cảnh ở tương lai chúng ta sẽ trở thành như thế nào, chúng ta mong muốn như thế nào, rồi chúng ta hình dung nó một cách rõ nét nhất. Đó thì hầu hết thì mọi người không hình dung được rõ nét, chính vì thế mà cái con đường để mọi người đi đến nó không được thẳng, có khi nó chạy hướng nọ chạy hướng kia. Nhưng mà có một điều rất hay là khi mà mọi người có một người coach cho mình ý, thì người coach sẽ đồng hành với họ, và khi mà họ chạy hướng thì người coach sẽ điều chỉnh họ về đúng cái con đường đấy. Chuẩn đấy luôn. Là một cái rất hay. Ừ, rất là ấn tượng với cái điều này. Ừ. Chuẩn luôn đấy. Và ngoài ra thì tác giả có nhắc đến đó là liệt kê ra những cái mục tiêu hàng đầu ý. Trong đó mục tiêu thứ nhất đó là những mục tiêu quan trọng nhất của chính bạn là gì. Cái thứ hai đó là mục tiêu của bạn phải thật sự có ý nghĩa. Đó, đây là cái cách xác định mục tiêu. Và trong cái này thì tác giả có nhắc đến cái hội chứng giá như. Và trong này thì có nhắc đến đó là nhà triết học Jim Rohn thừa nhận rằng cuộc sống con người có hai nỗi đau, đấy là về kỷ luật và nuối tiếc. Khi mà xảy ra gì rồi chúng ta bắt đầu nuối tiếc là giá như thế này thì mình sẽ làm tốt hơn ấy. Nhưng mà thực chất thì chúng ta nuối tiếc hay không thì đấy là sự lựa chọn của chúng ta, và chúng ta không thể trách bất kỳ ai hay là bất kỳ những cái ngoại cảnh nào tác động lên chúng ta, đúng không? Là do chúng ta, là quyết định của chúng ta. Đó, cái thứ ba đó là tác giả nhắc đến là mục tiêu của bạn phải cụ thể và có thể đo lường được. Khi mà nó rõ ràng ấy thì chúng ta sẽ đạt được nó một cách nhanh hơn, đúng không? Khả thi hơn. Và thứ tư đó là mục tiêu của bạn phải linh hoạt. Và thứ năm là mục tiêu của bạn phải thách thức và thú vị. Tức là chúng ta phải, nếu như mà nó nằm trong khả năng của chúng ta rồi thì nó sẽ rất là dễ dàng để đạt được, đúng không? Nhưng mà chúng ta vượt qua cái giới hạn bản thân, vượt qua những cái mà chúng ta nghĩ là mình không làm được, thì mình đặt ra thách thức và mình có nhiều động lực hơn để mình đạt được, đúng không? Và cái thứ sáu đó là mục tiêu của bạn phải phù hợp với giá trị của bản thân. Tức là không thể nào mà mục tiêu đấy nó quá cao, quá ngoài tầm với của mình được. Mình phải sống đúng thực tế.
Cái thứ 7 đó là mục tiêu của bạn phải có sự cân bằng hợp lý. Và cái thứ 8 đó là mục tiêu của bạn phải thực tế, như lúc nãy cũng nhắc đến một chút. Và cái thứ 9 đó là mục tiêu của bạn cần phải có sự cống hiến, tức là nó có sự ý nghĩa ở đây. Đúng rồi, rất hay. Và cái cuối cùng thứ 10 đó là mục tiêu của bạn cần có sự ủng hộ. Chương này có thể nói là một trong những chương rất quan trọng cho những người mà làm coach. Đúng không? Vì coach là liên quan đến mục tiêu rất nhiều. Và trong này nó hướng dẫn cực kỳ chi tiết về cái mục tiêu, tiêu chí nó như nào, đúng không? Nói chung là những người nào mà coach thì cần phải đọc rất là kỹ này. Và khi mà chúng ta có những cái ví dụ là chúng ta có rất nhiều mục tiêu, đúng không? Nhưng mà chúng ta có thứ tự ưu tiên cho từng mục tiêu để thử xem được là cái mục tiêu là thực hiện trước, mục tiêu là thực hiện sau. Với một cái điểm quan trọng đó là tác giả cũng đề cập là nó phân loại mục tiêu vào 7 cái mục tiêu quan trọng ấy, thì nó cover hết các cái khía cạnh cuộc sống như là tài chính này, kinh doanh sự nghiệp này, thời gian giải trí này, sức khỏe này, các mối quan hệ này, bản thân và cống hiến. Đó, như vậy là cuốn sách này không phải chỉ là để cho kiểu giúp cho người ta làm giàu về tự do tài chính đơn thuần, mà là hướng đến một cuộc sống rất là cân bằng và hạnh phúc này. Cái điểm mà rất là thích từ cái chương này của cuốn sách này. Ngoài ra thì cũng tương tự theo cái logic đó, thì cái chương thứ tư về tạo sự cân bằng tối ưu ấy, thì nó cũng theo cái tinh thần là mình giúp một cuộc sống của mình không phải là chỉ tập trung vào mỗi công việc hay tài chính, mà là một cuộc sống rất là hạnh phúc, hài hòa. Và tác giả đưa ra một cái hệ thống báo động gọi là P-Alert, cũng rất là hay, hiểu không ạ? P-Alert này viết tắt ví dụ như từ P này là Blueprint, tức là khi mình làm gì mình cần phải có một bản kế hoạch chi tiết. Thì cái này là thực tế anh cũng áp dụng trong thực tế của mình, hàng ngày lên một cái kế hoạch công việc của mình như nào, đấy, các loại ra sao để mình hình dung rõ ràng, hàng tuần để có kế hoạch công việc tuần, công việc ngày, chính là tương tự như vậy. Rồi cái chữ alert thì chữ A là viết tắt của từ hành động. Mọi kế hoạch mà không có hành động thì coi như là chẳng làm được cái gì cả. Đấy là cái yếu tố hành động, yếu tố rất quan trọng. Và chữ L là learning, tức là mọi người phải có một cái thói quen, chúng ta cần học tập. Học tập ở đây không phải chỉ là học lý thuyết suông, mà chúng ta học đi đôi với hành và áp dụng vào thực tế của mình. Học để làm gì chứ không phải học cái gì, đúng không ạ? Rồi hay là chữ E là exercise, là tập thể dục. Rõ ràng cái này là cho chúng ta một cái sức khỏe. Con người là cái hai vốn quý nhất là sức khỏe và trí tuệ, đúng không ạ? Đây là một trong những cái cảnh cuốn sách này đề cập cũng rất là hay. Với lại có một cái mà là chữ R là relaxing, là thư giãn này, đúng không? Cũng là như vậy. Có một cái chữ bạn thích nhất trong cái hệ thống alert này chính là chữ T, thinking, suy nghĩ. Tức là con người mình là hay cứ để mọi thứ nó cứ trôi qua mà không có một sự chuyên nghiệp nào hết. Nên hàng ngày nếu mà chúng ta tạo một thói quen, chúng ta reflection, chúng ta tư duy về nó, để kia vào các loại. Đấy. Thì từ cái này mình có thể áp dụng được như nào, Duy nhỉ? Cái chữ thinking này em cũng rất là thích. Tức là khi mà cuối mỗi ngày, trong này có tác giả có nói, khi mà đến cuối mỗi ngày mà mình đã làm rất là nhiều thứ, nó lộn xộn hay là như thế nào đấy, thì khi mà mình review lại, mình suy ngẫm về nó, thì mình sẽ xem được là ngày hôm nay mình đã làm được những gì, điều gì mình chưa làm được và điều gì mình có cải thiện, nếu như vào ngày mai mình sẽ làm nó tốt hơn. Đó, thì khi mà mình có một cái hệ thống vào cuối mỗi ngày để mình suy ngẫm về nó, thì em nghĩ cái kết quả mình đạt được trong cuộc sống hay là trong công việc nó sẽ tốt hơn và nó sẽ có ý nghĩa hơn. Đó. Và nếu mà mình có một người coach hàng ngày, đúng không? Đúng rồi. Cứ đúng cái giờ đó nhắc chúng ta là đến cái đoạn mình cần phải làm reflection, đúng không? Thì sẽ rất là tuyệt vời, đúng không? Đúng rồi. Và người coach sẽ đồng hành và có thể giúp cho chúng ta, giúp cho chúng ta có thể làm được việc này. Bởi vì ngay lúc đầu, ngay cả bản thân em nhé, có thể là đã từng có lúc là mình cũng muốn làm việc này, nhưng mà mình lại bị trì hoãn, mình chưa làm được việc này đâu. Nhưng mà khi mà có người coach họ nhắc nhở cho mình ý, thì có thể là mình sẽ tạo được cái thói quen cho mình luôn. Có người coach là cách tạo được thói quen rất là tốt đấy nhỉ. Chính xác, anh cũng đồng ý như vậy. Còn một chữ E nữa anh Quang chưa nhắc đến, đó là về cái sức khỏe và tập thể dục ấy. Là exercise. Thì tức là trong công việc và trong cuộc sống thì chúng ta phải cân bằng, đúng không? Khi mà công việc mình rất là tốt, mình có tài chính mình tốt, nhưng mà sức khỏe của mình không có, mình không tập thể dục rèn luyện sức khỏe, thì lúc đấy nó không còn ý nghĩa nữa. Đó chính là cái chữ E. Đúng rồi. Rất hay. Ngoài ra thì trong cái chương số 5 xây dựng những mối quan hệ bền vững, thì trong cái chương này anh cũng phát hiện ra là mình cũng bị vướng một số cái yếu tố, sau đó mình học ra được rất là tốt. Ví dụ như là cái vòng xoáy xuống, tức là
đôi khi trong cuộc sống có những mối quan hệ rất tốt nhưng mà mình không biết cách chăm sóc nó, thế là dần dần bắt đầu cứ xa dần và nó lại không thể phát huy được cái tốt đẹp từ những mối quan hệ như vậy. Từ đó thì tác giả cũng đưa ra tìm hiểu cái vòng xoáy lên, đúng không? Vòng xoáy lên, tức là lặp lại cái quy trình các bạn muốn tập trung vào những mối quan hệ mà bạn đang nuôi dưỡng, mở rộng và vun đắp cho tới khi nó trở thành một tình bạn lâu bền hay là một mối hợp tác kinh doanh. Thì đây là một cái điểm rất là hay, ví dụ như là mình có thể áp dụng luôn là mình liệt kê ra là những cái danh sách khách hàng quan trọng như nào mà mình cần phải dành thời gian và sự tập trung để nuôi dưỡng như nào, tức là cái gì mình trọng thì nó sẽ phát triển, cái đó là yếu tố rất quan trọng. Là trong này có một cái điểm chi tiết cũng hay là có nhắc đến tỷ phú Warren Buffett. Đấy, mỗi lần mà Warren Buffett đầu tư vào cổ phiếu của một công ty nào đó hay là mở rộng một mối hợp tác kinh doanh với đối tác thì ông ấy có một công thức là ba câu hỏi rất quan trọng mà ông ấy luôn đặt ra cho chính mình, ví dụ như là mình có thích họ không, mình có tin tưởng họ không và mình có tôn trọng họ không. Thì nếu mà có một câu trả lời nào trong ba câu đó mà không thì cái ý tưởng đầu tư hoặc là hợp tác nó sẽ bị hủy bỏ, cho dù là những con số hay tiềm năng phát triển rất khả quan. Đấy, thì trong này tác giả có nói là ba câu hỏi đơn giản này nhưng rất quan trọng này là nền tảng cho những mối quan hệ của Warren Buffett. Và mình hãy nên coi nó như sở hữu một cái có chúng như là vật sở hữu của bạn, và cuối cùng chúng sẽ quyết định cái sự giàu có của chúng ta liên quan khía cạnh tài chính của mình. Còn cái chương cái chiến lược thứ 6 ấy, đó là về sự tự tin, thì có lẽ là nhiều người rất là thiếu sự tự tin vào chính bản thân mình, lo sợ điều này, lo sợ điều kia, rất là nhiều thứ để sợ trong cuộc sống này mà. Thì tác giả có nhắc đến ở đây là về cái mô hình con đường tới sự tự do ấy. Và có đặt ra những cái câu hỏi để chúng ta có thể liên tục nhắc nhở chính bản thân mình để tạo ra cái sự tự tin cho mình. Đó là nếu như mà chúng ta có những điều mà muốn thay đổi thì chúng ta sẽ trả lời đó là: tôi sợ nhất điều gì? Trong tương lai tôi lo ngại điều gì? Ngay lúc này tôi sợ điều gì? Và hãy viết những cái câu trả lời đó ra và mở rộng những cái danh sách và sẵn sàng cho mọi thứ có thể xảy ra. Tức là khi mà chúng ta có sự chuẩn bị tốt nhất cho những cái điều mà chúng ta sợ thì khi đó thì chúng ta sẽ có sự tự tin hơn. Và khi mà chúng ta xác định được cái nỗi sợ hãi đó của mình thì chúng ta sẽ vạch ra được những cái chiến lược để chúng ta loại bỏ cái điều đó đi và đánh dấu những cái nỗi sợ đó bằng những câu hỏi như là: tôi có thể làm gì để vượt qua điều đó? Khi mà chúng ta có một cái kế hoạch chiến lược để chống lại cái nỗi sợ hãi đó ấy, thì chúng ta sẽ gieo mầm được cho chúng ta cái sự tự tin và sự chắc chắn trong mỗi việc mà chúng ta muốn làm. Cũng trong chương này tác giả có đưa ra 6 chiến thuật xây dựng lòng tự tin đấy, đúng không? Thứ nhất là mỗi ngày mình hãy tự nhắc nhở bản thân rằng bạn đã làm tốt một vài việc nào đó, khá là quan trọng ha. Thứ hai là hãy đọc những cuốn tự truyện hay tiểu sử có thể truyền cảm hứng cho bạn này, rồi hãy biết ơn cuộc sống này này, hãy xây dựng sự ủng hộ xung quanh bạn này. Tự thúc ép mình hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn hàng tuần, để tự làm điều gì đó cho bản thân mình. Đó là yếu tố khá là hay. Trong này có một chi tiết khá là đặc biệt đó nhé. Trong này tác giả có một cái thống kê khá là hay, tức là nghiên cứu của George Gallup đã khám phá ra là những người ngoan đạo nhất, tức là 13 trong số các tín đồ, là những người hạnh phúc nhất, giàu lòng nhân ái và đạo đức nhất luôn. Đó. Cho nên là có lẽ là từ cái nghiên cứu này cũng cho thấy là mình nên có một cái đức tin nào đã nhất định. Đấy, để mà thì cũng là một yếu tố rất là hay để mình xây dựng củng cố cái sự tự tin của mình. Rồi và đôi khi trong cuộc sống nó sẽ có những cái điều bất như ý, đúng không? Tác giả cũng đưa ra là bạn sẽ làm gì nếu rơi vào khủng hoảng, đúng không? Thì cái điều rất quan trọng là bước thứ nhất là phải thừa nhận tình trạng của mình này, đúng không? Chứ còn nếu mà nhiều người cứ làm ngơ nó thì chúng ta sẽ không nhận diện được. Rồi xem ta nhắc nhở bản thân nhớ đến những cái thành công lớn mình đã từng làm, có những cái thành công, để củng cố cái sự tự tin của mình chứ không phải lúc nào mà mình tạ. Rồi bước ba là mình quay trở lại những cái nền tảng cơ bản của mình. Đó. Vâng, nói chung là đây là một chương cũng khá là hay. Cái chương thứ 7 đó là yêu cầu những điều bạn muốn. Cái chương này hay mà có thể là em nhiều lúc cũng mắc luôn sai lầm ở trong này anh Quang nhé. Tức là trong chương này thì tác giả có nói là đòi hỏi và nhận được. Tức là khi mà chúng ta hãy đòi hỏi và bạn sẽ nhận được. Tức là khi mà chúng ta muốn gì đó thì chúng ta sẽ phải nói ra. Chứ còn nếu mà chúng ta không nói ra thì làm sao mà ai biết được, đúng không? Thì tác giả cũng nói luôn ở đây đó là tại sao mà mọi người luôn ngần ngại khi mà họ có cơ hội để đòi hỏi. Tức là họ luôn ngại có một cái rào cản gì đó để họ không nói ra. Thì tác giả nêu ra 3 lý do. Lý do thứ nhất đó là họ tin rằng hỏi như vậy là không đúng. Lý do thứ hai đó là họ thiếu sự tự tin. Và lý do thứ ba đó là họ sợ bị từ chối.
Và có một câu trong Kinh Thánh có nói đấy là: hãy yêu cầu và con sẽ nhận được, hãy tìm kiếm và con sẽ tìm ra, hãy gõ cửa và cánh cửa đó sẽ mở ra cho con. Đây là câu rất là hay anh Quang ạ. Anh cũng rất thích câu này. Ở từ cái ba cái lý do này thì có nói là khi mà chúng ta thiếu sự tự tin và sự chắc chắn thì sẽ khiến cho chúng ta không dám đòi hỏi điều gì. Vì vậy mà điều quan trọng là chúng ta phải phá vỡ những cái rào cản cũ kỹ đó, phá vỡ chính bản thân chúng ta, và chúng ta hãy tin vào chính bản thân mình và tiến về phía trước. Và dù thế nào đi nữa, chúng ta muốn thì chúng ta hãy cứ đòi hỏi. Kể cả các bị từ chối. Đúng rồi. Không sao. Cái thập tệ nhất là chúng ta bị từ chối thôi, chứ còn cũng không có điều gì xảy ra. Còn điều mà chúng ta đạt được thì có thể là chúng ta được đáp ứng cái điều mà chúng ta đòi hỏi, đúng không? Đúng rồi. Trong này tác giả cũng có một cái rất là hay, tức là sau khi mình vượt qua được cái sự yêu cầu rồi thì tác giả cũng có nói luôn là khi mình phục vụ khách hàng ấy, thì cái hai câu hỏi rất là quan trọng để mình yêu cầu thông tin từ phía khách hàng và cũng để mình hiểu khách hàng hơn. Thứ nhất là khó khăn lớn nhất của bạn trong thời gian này là gì, đúng không? Hãy lặp lại quá trình này cho đến khi chúng ta thật sự hiểu đầy đủ về khách hàng của mình. Đấy, rồi câu thứ hai cũng rất là quan trọng để mở đầu cho một cái cuộc nói chuyện, đó là những mục tiêu quan trọng nhất của bạn trong vài năm tới là gì, đúng không? Nếu mà những người làm coaching thì cũng nên lưu ý những câu hỏi rất hay này, đúng không ạ? Để mà chúng ta có thể áp dụng được luôn ha. Chương thứ 8 là nói về sự kiên trì và kiên định nha Quang. Đây cũng là một chương rất hay đấy. Tức là chúng ta sẽ không bao giờ mà đạt được bất kỳ cái thành công lớn nào nếu như mà chúng ta không có hai đức tính này. Đây là đức tính rất là quan trọng. Thứ nhất là về cái đức tính kiên trì đi. Khi mà chúng ta làm một cái mục, chúng ta thực hiện một cái mục tiêu nào đó, nếu như mà chúng ta không kiên trì cho nó, bởi vì là không thể nào một cái chúng ta làm là chúng ta đạt được thành công luôn, bởi vì nó là cái mục tiêu lớn, đúng không? Nó rất là quan trọng, thì chúng ta phải dành thời gian. Tức là bước đầu có thể là không ổn, không thành công như chúng ta nghĩ, nhưng mà chúng ta hãy kiên trì từng bước một để chúng ta đạt được cái điều này. Đó thì cái yếu tố này, cái đức tính này thì quan trọng. Cái này chắc mình phải luyện, tức là ví dụ như có thể là mình có những hoạt động nào đó khác thường ngày ấy, ví dụ như cái cách học võ này, học bơi này, học lặn này, tức là có những cái môn thể thao mà nó cũng giúp mình rèn luyện được cái này này, đúng không? Ví dụ như học võ mà đứng tấn này, cũng xây dựng mình cái nghị lực, mình kiên trì như nào, đúng không? Và cứ đặt ra mục tiêu, ví dụ như anh chạy hàng ngày thì cứ đặt ra mục tiêu là mỗi ngày mình lại tăng thêm một chút, hoặc là khi lặn cũng vậy, mình giữ một cái kỷ luật là mình sẽ lặn trong bao lâu, như kiểu vậy. Thì đó là những cái mà nó giúp cho mình củng cố thêm cái tính kiên trì và cái sự kiên định rất quan trọng. Cái chương 9 là một chương mà anh cũng nghĩ rất hay đây, mà chắc là nhiều người mắc cái sai lầm cái này. Đó là cái chương về chiến lược về hành động quyết đoán, đúng không? Trong này nói là để thay đổi mọi thứ, ông Jim Rohn nói đấy, để thay đổi mọi thứ bạn cần phải thay đổi bản thân, nếu không sẽ không có gì được thay đổi. Thì ngay lập tức vào đầu chương này, tác giả đã hỏi ngay một câu hỏi là: bạn có thuộc tiếp người hay trì hoãn mọi việc không? Duyên, em có phải là người bị trì hoãn không? Nghĩa là đôi khi có những việc mà em trì hoãn đấy, nhưng mà đến khi mà em làm coach thì em đã giảm thiểu cái việc này rất là tốt, bởi vì là mình biết được cái mục tiêu của mình này, mình tạo được cái động lực. Và khi mà em làm coach, em đi tạo động, em đi giúp mọi người hoàn thiện mục tiêu của họ để họ không còn trì hoãn nữa, và chính bản thân em thì cũng có lựa chọn cho mình một người coach để họ sẽ là người thúc đẩy em để em không còn trì hoãn nữa. Chứ còn trước đây là chắc chắn một điều là em luôn trì hoãn, tức là cứ muốn đặt ra là mình muốn làm việc này nhưng mà ngày mai thì mệt quá lại thôi nghỉ, hoặc là ngày kia thì bảo là để ngày hôm sau làm thì lại bận đi chơi các thứ chẳng hạn, thì cái gì vui hơn thì mình lại thực hiện, đúng không? Và có khi là để đến đầu tuần đi cho có động lực, nhưng mà đầu tuần rồi không làm rồi đến đầu tháng như thế, xong rồi cuối cùng là cả một năm là chúng ta cũng không làm được việc gì cả. Đấy là cái sự trì hoãn nó làm mất của chúng ta rất nhiều thời gian, thì chúng ta không tận dụng được, không khắc phục được cái điều này rất là nguy hiểm ha. Thế thì bây giờ em đã, theo em nói thì rõ ràng là em đang từng bước để mà khắc phục cái điều này, đúng không? Em có thể hành động ngay lập tức như thế nào để mà vượt qua được cái điều này được? Tức là để vượt qua cái điều trì hoãn này thì em set up cho mình một cái lịch. Thì khi mà cái lịch và có cái sự nhắc nhở, và đặc biệt là em có một người coach đấy sẽ coach của em sẽ nhắc nhở cho em. Tức là đến cái thời gian đấy, trước đấy thì chính vì thế mà đến cái thời gian đấy thì bạn ý nhắc nhở em để em có thể thực hiện nó đúng kế hoạch và đúng thời gian, để cho em vào một cái thói quen ấy.
để tạo cho em một thói quen, thì đến khi nào mà em tạo thói quen xong rồi thì em cứ thế em thực hiện và sau đó thì có thể là thay đổi cái mục tiêu khác của mình. Đó là một cái lợi thế khi mà có một người coach đấy anh ạ. Tuyệt vời luôn, đúng, anh cũng hoàn toàn đồng ý như vậy. Cũng trong cái chương hành động quyết đoán này thì tác giả nhắc đến một cái đề tài mà rất là trực tiếp đến cái chủ đề của chúng ta là người giao hàng sức khỏe tài chính, đó là liên quan đến tiền bạc. Tác giả cảm nhận rất là kỹ là tiền bạc luôn chảy đến những người mà thu hút nó. Đấy. Và tác giả cho rằng là tiền bạc đơn giản là một phần thưởng để đáp lại các cái dịch vụ. Đúng không? Nếu bạn cung cấp một dịch vụ tuyệt vời và tạo ra những giá trị lớn cho mọi người, thì tiền bạc sẽ tự đến với bạn. Cho nên là trong này nói luôn là vì phải để thu hút được tiền bạc thì bạn phải là một người có sức hút. Đúng không? Đấy. Trong này cũng có nhắc luôn là thói quen sử dụng tiền bạc chính là nguyên nhân gây ra tình trạng tài chính của bạn hiện tại nha. Vì vậy nếu bạn chưa bao giờ có thói quen tiết kiệm hay đầu tư tiền bạc, có thể bây giờ bạn phải chịu hậu quả rồi. Cho nên là nếu bạn luôn tiêu nhiều hơn số tiền mình kiếm được thì chắc chắn sẽ có lúc bạn gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Đấy, ý là như vậy. Thì tác giả cũng nhấn mạnh khá nhiều vào trong này, và tác giả cũng tổng hợp một số quy tắc làm giàu cơ bản khá hay của những người nổi tiếng như là ngài John Templeton, mà là người sáng lập cái tập đoàn Templeton. Nhiều chi tiết cũng rất là hay, các mọi người có thể tham khảo được trong cái chương này. Cái chương này nói về tài chính nhá, rất là nhiều người họ không tạo được thói quen trong thu chi, đặc biệt là các bạn nữ khi mà đi mua sắm ấy có khi là quá tay một chút, tại vì là có thể là thanh toán bằng thẻ không, thì mua quá tay một chút, đưa thẻ quẹt quẹt thì sẽ rất là nhiều và không cảm giác được là cái túi tiền của mình bị vơi. Chính vì thế mà trong vấn đề tài chính ấy, mà mình cũng có một người coach về tài chính luôn ấy, thì đó là một điều hết sức tuyệt vời, bởi vì chúng ta sẽ có kế hoạch trong tài chính của mình, chúng ta sẽ cân đối được thu chi, nhưng điều gì mà cần kiểm soát, người coach sẽ là người đồng hành của mình, mà họ sẽ nhắc nhở mình nếu như mà mình quá tay thì sẽ điều chỉnh dần dần để đi vào một cái kế hoạch để mình có thể tạo ra cho mình cái thói quen trong chi tiêu hay thói quen đầu tư trong tài chính cá nhân rất là tốt. Ngoài ra thì thông thường một người làm financial coach là người ta có cái chuyên môn trong việc là hoạch định cái goal planning, lên một kế hoạch cho chúng ta về mặt mục tiêu tài chính như nào. Đấy, rồi là giúp chúng ta xác nhận cái tình hình tài chính của mình hiện tại. Đấy, để giúp chúng ta xây dựng các loại tài sản quan trọng và lên một cái kế hoạch hành động quyết liệt để mà đồng hành giúp cải thiện từng bước về sức khỏe tài chính, an tâm đầu tư và hướng chúng ta đến cái sự tự do về tài chính luôn. Thì làm gì có điều gì tuyệt vời hơn nếu mà chúng ta cảm thấy rất là an tâm và có sự tự do về tài chính, đúng không Duyên nhỉ? Đúng rồi nhỉ. Thì trong cuộc sống này mọi người luôn mong muốn là có sự tự do mà. Chính vì vậy mà tự do về tài chính là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cuộc sống đúng không? Thì tự do về tài chính đã là đi được khoảng 50% rồi. Và còn những lĩnh vực khác thì chúng ta tự do nữa thì quá là tuyệt vời trong cuộc sống này. Đúng rồi. Và chương cuối cùng là chương sống có mục đích. Thì rõ ràng là cái khi mà đọc đến cái chương này là anh cũng nhớ đến trước đây mình đã từng review một cái cuốn sách mà cũng có cái tư duy tương tự, đó là cuốn Ikigai, đúng không ạ? Người ta kể về cuộc sống trên quần đảo Okinawa của Nhật Bản, tại sao mà người bên đó có tuổi thọ rất cao và sức khỏe rất tốt. Thì ngoài những cái yếu tố như là ví dụ anh 80% rồi có cộng đồng này kia, thì yếu tố rất quan trọng là mỗi ngày những người dân ở đó luôn luôn hỏi mình một câu là cái mục đích sống của nó như nào. Thì đây cũng là một cái mà cũng rất là quan trọng, mỗi người nên tìm cái mục đích sống của mình, mình tìm thấy cái ý nghĩa trong cuộc đời này. Đó là cái chương mà kết thúc cái cuốn sách này. Như vậy là em với anh Quang vừa đi xong 10 chiến lược của cuốn sách, đó là sức mạnh của sự tập trung. Và như thế là trong cuốn sách này cho chúng ta rất là nhiều bài học để áp dụng vào cuộc sống, để tạo ra một cuộc sống có thể là hoàn hảo cho chúng ta. Đã, anh tin rằng là khi mà chúng ta thực hiện đúng theo cái chiến lược tập trung này, đúng không? Thì mình không phải chỉ là để thành công và tự do về tài chính không, mà còn là hướng đến một cuộc sống nó có mục đích, đúng không? Về sức khỏe, các khía cạnh quan trọng, cả trí tuệ, cuộc sống rất là hạnh phúc, cân bằng, chứ không phải chỉ là chuyện tiền bạc không. Và tin chắc là những ai mà đọc cuốn này và đặc biệt mang vào hành động thì chắc chắn là sẽ có kết quả. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyên mục Người gieo hạt sức khỏe tài chính của chúng tôi. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.